Thế là sau đây quả này là thầy không không đi được anh nhỉ? À? Thầy ở bên nước ngoài thì nhỉ? Với anh thì anh nhận xét là khi mà ban tôn giáo của mình sẽ có cái đề xuất đấy, và theo anh thì cái đề xuất ấy cũng đúng như mong muốn của thầy. Vâng. Bởi vì là tạm thời thì thầy phải phải dừng cái việc bộ hành ở đương nhiên, và có thể cái việc bộ hành ấy sẽ không thể diễn ra được nữa. Bởi vì nếu thầy tiếp tục bộ hành thì nó lại như thế thôi. Vâng. Đấy. Cảm Không, ơn bộ thầy hành đã ấy minh nó bạch. tất nhiên là làm việc rất là tốt, nghĩa cử hành động đẹp, nhưng mà đi đấy nó kéo theo một loạt những người ta đi ra đường thôi là còn dễ gây tai còn nạn. trong 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 cái tâm anh thì anh nghĩ là à, thầy đạt đến cái ngưỡng đấy là thầy đạt thành chính quả rồi, đúng Vâng. không? Thầy không thể tiếp tục tu cái hạnh kia nữa, thầy Chứ bước tu sang thế giai là đoạn đủ mới. rồi. Bước sang một cái giai đoạn mới. Thầy phải bước sang một giai đoạn mới, chứ thầy tiếp tục tu cái con đường ấy thì là thì mới là đấy. Bây giờ chúng Là ta đã hoàn tu thành rồi, 6 năm ấy, 6 năm 6 đắm năm mưa tù dãi là dầu. hoàn thành rồi, cái đức độ đã đạt rồi, 6 năm, cái 6 năm đắng mưa dãi dầu là đã bẻ dâu, đã đạt được, đã đúng hoàn rồi thành cái chặng đúng đường đấy rồi rồi. đúng rồi là mà bây giờ thầy có tiếp tục bộ hành cũng không thể bộ hành được. Như anh em mình ấy, mùa giày hè này đi 3 hôm là chạy mất dép rồi. Đúng rồi, em đi đi từ nhà ra đến hẹn quán bia đã thấy ốm rồi. Cảm ơn tôi lại con cô bảy nhá, cảm ơn em Quang Remix. 6 năm thì đi từ thời dịch à? Nếu không thời dịch thì đi kiểu gì nhỉ? Những năm dịch thì đi kiểu gì nhỉ? Thích kiểu nói chuyện của anh vì anh trải đời, không chỉ nói chuyện bằng những cái gì mình đã sống đã trải trải nghiệm, những cuộc sống của mình, nói chuyện bằng cái tâm Thăng Long TV yêu nước với tư tưởng cực đoan, anh nghĩ sao? Thực ra là thằng Thăng Long TV thì nó là một cái người có vốn kiến thức đa dạng, hoạt ngôn, có cách diễn giải vấn đề tương đối là hấp dẫn. Thế nhưng mà nói thật thì nó cũng cái sự sáng tạo của con người nó cũng chỉ đến một tầm đấy. Bây giờ ông bị monotone rồi, vẫn cái kiểu đấy, vẫn cái thái độ đấy. Trình độ thì có, cách nhìn thì cũng có, nhưng mà mục tiêu thì cũng có. Ông phải nói người ta có đủ khả năng, năng lực để người ta lên, người ta nói và thu hút được người xem. Và kênh YouTube người ta thì tự nhiên là nó sẽ có tiền, sẽ có thu nhập. Mục tiêu của người ta vẫn là thu nhập thì chả có cái gì sai đúng ở đấy cả. Tôi mình chả nhận xét gì cả. Thăng Long TV nó có khả năng của nó, Khánh nó có khả năng của Khánh, anh có khả năng của anh không có nhận xét về ai hết. Thăng Long TV chỉ nên nói về lịch sử thôi. Nói chung là nó nói cái gì thì nói mà nó có người xem, nó có thu nhập, thế là tốt rồi, mục tiêu của nó là như thế. Còn bây giờ cũng bảo các ông cũng có mục tiêu như thế, các ông lên nói đi. Nói được không? Thế thôi. Ngồi toàn những người Các trình ông độ đấy. bây giờ các ông bảo tôi nhận xét về giang hồ như Hùng Khánh, nhưng bố tôi không nói được, tôi không đủ vốn kiến thức, tôi không đủ cái khả năng diễn giải về những cái vấn đề đấy, không đủ khả năng tư duy về chuyện đấy. Bạn có thể nói với tôi bây giờ cô nói chuyện là cái thằng diễn viên, học diễn viên thì phải như thế nào, hay là làm diễn viên ra sao, hoặc là mỗi người có một cái khả năng, mỗi người có một cái năng lực. À, mình không nên châm chọc vào chuyện của người khác, đấy là cá nhân tôi. Còn Khánh nó có quyền của nó vì đấy là phương pháp của nó. Nói gì Trên thì nói, quan bình trọng thôi là nó tiền. dưới nút cả trời đất chỉ có Tư Ma Khánh à? Thôi thua trường con hết à? Ừ, đúng rồi, tất Trên cả đó những về năm tù của những giang hồ mạng cộng vào không bằng cái năm của anh trường con. không là quyền của các bạn, tôi không tranh luận về việc đấy. Tôi đang nói với Khánh là tôi tôn vinh thầy, chứ tôi có bảo với Khánh và tất cả mọi người cùng phải tôn vinh thầy đâu. Đó, Đúng, ông là hình vui thì lên mỗi chứ. người một góc nhìn lăng kính riêng, như có ai bắt ai đúng không? Còn ông không phải hỏi tôi vì tôi không có thời gian để đi giải thích, không phải là mấy cái thằng ở trên mạng mở, tôi xin lỗi các bạn, nhưng có bạn nào mở trang ra để bàn luận mấy cả để các ông các bà dỗi việc câu view. Còn anh em ở đây thấy tôi có bao giờ tôi tham gia vào những việc ấy? Còn đây là tôi đang nói chuyện riêng với Khánh, các bạn ở dưới đang xem câu chuyện của anh em tôi, và chúng tôi không quan tâm đến các bạn nghĩ gì, và tôi chỉ quan tâm điều anh em tôi nói với nhau. Bà Kiệm nói chuyện chắc lắm, sợ. Ngày xưa thích con vợ Hiền.
vào mấy cái trang nó hiu vượn, nhưng mà các người xem ở dưới nhiều khi cũng u mê thần tượng với nhau cả. Thế mới thấy không, cũng nhờ cái mạng xã hội mình cũng thấy là cuộc sống này nó cũng còn nhiều người phải Quang Remix. Câu chuyện là nói với Khánh Sơ Khai, còn tất cả anh em ở dưới thì tôi vẫn chào. Hello Tư lệnh quân khu 7. Thế nhưng mà đang dở câu chuyện không nhìn thấy anh em, mà không chào được thì anh em cũng đừng trách. Tạo lại các ông mà chém gió về gái, chém gió về ân ái mận lòng, chém gió về tính cách và cách sở hữu phụ nữ, hoặc là nhìn con gái thì biết cái như thế nào để mà có thể tiếp cận ấy. Thì lúc nào tôi về trang riêng, các ông vào, các ông comment, tôi lại chia sẻ cái cách của tôi, cái thủ đoạn của tôi. Cho đến ngày hôm nay chưa có con nào lên mạng xã hội bảo Hiệp gà là thằng khốn nạn cả. Thế là được. Anh Hiệp anh ok đấy mọi người ạ. Quá hay luôn. Nói chung là bạn anh Hiệp anh cũng là một nhà tư tưởng này. Cũng chém gió được, cũng biết nói phép. Con người ăn nhau thì là chém gió được hay không anh ạ? Đúng rồi. Tức là gì, em chỉ nói anh nhá, dùng chân, dùng tay, dùng sức thì thứ nhất là việc đi đánh nhau, dùng chân, dùng tay, dùng sức nó nhốt. Mà nếu mà cái sức tàn phá của một người mà đi bốc phát với làm công nhân đấy, dùng chân, dùng sức thì có khỏe gấp đôi người thường, cũng không ăn thua. Chỉ có những người nói, có những người có quyền uy thì mới rời lo nước biển được. Rồi. Người ta đâu phải đi cầm cái xẻng ra xúc đất đâu. Trong chuyện trong Tam Quốc ấy, người ta bảo là một vị tướng tài có thể bằng 10 vạn binh. 10 vạn binh. Nhưng mà một cái ông quân sư giỏi nó thay đổi cả cục diện Giang Sơn. Đúng. Nếu mà Giác Lợi không xuất hiện nhá thì Tam Quốc sẽ thống nhất dưới tay Tào Tháo. Chắc chắn. Đúng. Anh hâm mộ Tào Tháo. Nếu mà Khánh Sơ Khai không sinh ra thì thiên hạ này là của Tiến Bỉm. Nhưng mà Khánh sinh ra bắt được Tiến Bỉm không còn cửa. Tiến Bỉm một thời nó lúng đoạn triều cương không ạ anh ạ? Lúng đoạn triều cương luôn. Trời sinh Tiến thì sao còn sinh Khánh anh em nhá. Nói vậy rồi ai làm hộ ai? Ai làm hồ ai trồng lúa? Thì nhà người ta có ruộng thì người ta trồng lúa, nhà nào người ta có hồ thì người ta nuôi cá, nhà anh không có thì anh làm cái khác. Đúng rồi, nói chung là mỗi người đến với thế giới này đều có một cái gọi là ấy nhá, nhất định anh em ạ. Đến thế giới này đều có trách nhiệm nhất định. Cái thiên chức của mỗi người khác nhau. Chứ bây giờ mà đưa tôi đi làm tổng giám đốc nhá, hai hôm không thì phá sản ngay. Cho cả tập thể công ty đi bay luôn. Đấy, ví dụ mà đưa tôi, thế thôi bây giờ mẹ mày, đéo phải nói là tổng giám đốc đi, mẹ mày đưa tôi, bây giờ tôi mẹ mày đưa anh lên làm trưởng thôn rồi chức cụ với anh. Đi mẹ mày, lửa làm sao cái gì không? Khang đâu? Khang đang ở dưới biển mà con. Anh làm trưởng thôn thì em không biết, nhưng mà em làm trưởng thôn này em thứ nhất em lừa dân bán ruộng này. Mà em lại làm khu vực Vịnh Hạ Long này, em rào tất cả khu đấy làm hòn bộ nhà em luôn. Cho tôi làm trưởng thôn đã chết dở rồi, đã hỏng hết việc rồi, mình nói anh chuyện. Giải quyết việc luôn. Giờ tôi làm xong việc với chính quyền mới biết chứ, tưởng đùa. Anh Hiệp mà làm trưởng thôn chắc bán cả nhà văn hóa luôn. Anh Hiệp ủng hộ Khánh Bắc Ninh. Anh Hiệp ủng hộ Khánh. Tôi với Khánh là anh em đấy thì. Còn anh em mà mọi người, Khánh lại người em của anh Hiệp. Anh Hiệp là người anh. Việc đó đúng rồi, mình ủng hộ việc nó, mình cảm giác nó chưa ấy thì mình chia sẻ. Còn quyền quyết định nó làm cái gì là việc của nó. Này là Khánh là của anh Hiệp, là người anh, mọi người đây tâm sự với nhau, cảm thấy ủng hộ này là mọi người biết là. Chứ mọi người mà không hiểu. Anh chào rất em là quan trọng bác Hiệp cho mọi người nhá. Riêng về phần bác Hiệp. Bác Hiệp thì là cùng quê với mẹ Khánh. Mẹ Khánh gốc ở Hưng Yên. Cũng là anh em có tí đồng hương, nhưng mà Khánh rất là tôn trọng bác Hiệp, bác đời này thì bác chuẩn. Nại bộ bác kèo về, thứ nhất là nhiều ông cứ bảo là có máu không bạn Ninh không? Bạn Ninh ấy, toàn nhốt cúi thôi. chưa tài đâu, cái đéo gì, chưa tài đâu, cười vãi, ui ơi. Cái gì của những quân? Anh Hiệp làm trưởng thôn chết dân. Bây giờ các ông bảo làm trưởng thôn mà gọi là tính mày dễ gọi là
phe phe một tí mà gọi đấy, mẹ mình cũng rủ cả thôn đi uống bia thì bỏ mẹ trai làng đi cắt lúa đang giữa buổi. Không, cái phần anh uống, cái phần uống bia thì trong luật pháp không ai cấm chở tôi uống bia cả, nhưng mà em chỉ sợ anh chở tôi anh chẻ hết cả đoàn ban công luôn. Dân Vũ thôi, dân Vũ văn công đấy. Chứ cái uống bia thì ai cấm đâu, trong luật pháp có cấm chở tôi uống bia đâu. Không thì mẹ chén đội văn công thì khó phết đấy ông ạ. Anh gà chia sẻ. Bí quyết tăng cân nó không phải đến tuổi nó béo đấy. Mà bây giờ béo thì nó khó nói. Bí quyết tăng cân thì anh cũng từ ngày anh bỏ chơi ma túy, anh bỏ tất cả những cái gì liên quan đến kích thích thì là cái đầu của anh nó đã sạch rồi, nó đã tương đối là làm trong trẻo. Sau đấy thì cái lối chơi lối sống của anh nó cũng nhẹ nhàng hơn rồi, là anh thảnh thơi, anh ăn được anh ngủ được, thế là nó béo thôi. Đấy. Nhưng mà anh ơi, người ta bảo là anh là người gốc Ai Cập à anh? Anh là người gốc Việt Nam ấy, dân tộc Kinh ấy, họ Dương ấy, Ai Cập này. Sao lại có người lại bảo là, em cũng nghe đồn người ta bảo là anh là người gốc Ai Cập mà là pharaoh cuối cùng của nhà pharaoh? Yêu nói là anh nói là tôi khoai to thế. Không, anh là pharaoh vị cuối cùng của triều đại pharaoh. Pharaoh à? Triều đại cuối cùng pharaoh. Thầy Hê thì nó phải Hê với anh nó phải là lúc anh đi về là 2009, tức là từ lúc anh bị bắt là 2007 đấy, từ lúc bị bắt đến giờ là không chưa một lần tái phạm. Nhưng mà bác Hiệp, bây giờ bác có tin về tâm linh không? Anh tin ý. Anh tín tâm linh thôi chứ anh không tin. Thế như này, như em cũng là anh tín tâm. Em đến ngày hôm nay chính thức nhá. Anh Hiệp ạ, em xin phép cắt lời bác là chính thức là em bỏ được cái nghiệp bóng. Em là mấy năm trời em toàn đánh bóng, em cũng đốt bao nhiêu tỷ vào bóng bánh cá độ. Thì cái nghiệp của em nó bắt phải là nghiệp bóng bánh. Em thì lại hê mấy cả đồ đạc, em không chơi thường xuyên. Cái nghiệp bóng bánh nó khó dứt phết đấy. Khó ủ vật lắm anh ơi. Ừ, anh có rất nhiều người anh em anh bỏ lên bỏ xuống. Thẻ lên thẻ xuống rồi là mẹ thắt lên thắt xuống rồi cuối cùng loay hoay bởi vì cái bóng nó khốn nạn, có mỗi cái chữ enter là xong. Đó. Anh lại không có cái máu không người đâm ra là anh không nó lại có một bát cơm một bát cứt là chọn lại cũng dễ nhưng mà cuối cùng có ăn được đâu. không hề có đam mê, không hề có đam mê hết đâu. Anh cảm ơn anh Quỳnh Nhi, anh không có một tí nào đam mê về cái số học hay bất cứ cái gì liên quan đánh bài này. Có nghĩa là anh không có cái máu ấy ở trong người. Chào La La nhá. Chào La La nhá. Tóm lại là mình chơi cái gì là nó cũng là cái nghiệp của cái đấy đấy. Đúng rồi, là cái nghiệp chướng của mình đấy. Mình bỏ qua được cái gì là thoát được cái đấy. Em bỏ bóng được hơn tháng rồi, chính thức đầu sạch luôn. Thế thì chưa nói nên điều gì. Không bỏ rồi. Euro sắp đến mà không được xem cơ. Euro không được xem nữa. Không, nhưng mà anh không đánh bóng à. Nhưng mà anh xem bóng thì thôi rồi. Anh fan MU mà. À, fan MU qua hay là fan MU kia? Cả hai luôn. Fan cả hai luôn. Nhưng mà anh Hiệp ơi, công nhận các cháu bây giờ nó cứ lên mạng ngày xưa nhá. Ngày xưa thời các cụ hoặc là cái thứ lứa tuổi của anh thôi. Cháu muốn xin chú kiểu ảnh. Cháu đang ở quanh đây à? Ra đây chụp đi, livestream ta vẫn livestream chụp đi, cứ chụp cái ảnh hưởng gì đâu. Anh Hiệp ơi, em bảo này, cái thời của các cụ hồi xưa rất là kín đáo, và cái thời của anh ấy, đứa tuổi của anh và các chị mà chào tuổi anh ấy rất kín đáo, nhưng mà anh nhận xét gì về các cháu bây giờ cứ lên TikTok là phải ăn mặc quần bó sát khoe mu? Này anh ơi, cứ lên TikTok cứ mu đẹp là lên xu hướng, ngoài ngoái mấy điệu là cứ mu đẹp là lên xu hướng. Cái túi quần áo cầm cái quần đùi thôi, ra cái cây vòi nước như bạn giống lúc sáng hải. Ra cái cây vòi nước vặn con đây lấy quần áo ra chỗ đó, có chỗ thay quần áo đấy, có cái cây vòi nước cho em Hải. Đấy, cầm sách túi Hải vặn đi, bố ra xem một đấy quần không. Ra cái cây vòi nước lúc sáng nhá, dẫn ra như chị ra đấy. Ừ, cảm ơn anh. Đúng rồi, để đựng quả bóng. Tắm qua thôi xong về nhà tắm lại hay là tắm luôn? Tắm qua. Về nhà tắm luôn, về nhà tắm lại.
bác ơi, em xin phép em đi ăn đây. Em ăn đây. Chuyến đi anh cũng về ấy chứ còn chỉ có em. Em đi ăn thì em uống thuốc cho đúng giờ. Em chúc bác Hiệp cùng gia đình có một chuyến đi chơi vui vẻ, bình an, bình cảm ơn tĩnh. em ơi. Đấy, đi Đấy về là anh không gửi quà cho em là anh cứ nói thật đấy nhá, chứ anh cũng không không quan sao. Ok. Anh mà khó anh còn bảo em còn gửi cho anh ấy. Nhưng mà vấn đề như thế này, các cháu nó tắm thì live stream trông vào về biển sợ lắm. À không, ở ở Vân Đồn nó không phải là biển, mà nó trong cái vịnh, mà cái chỗ tắm là ở chỗ cái khách sạn rất là ấy, nên là nó chặt chẽ lắm, lại có bà nữa rồi, gớm, biển Rồi lắm. rồi, đấy em dặn thế. Anh cảm ơn. Rồi. Dạ, em chào anh nhá. Em chào anh. Ok, anh cảm ơn. Em chào anh em bên nghiệp. Em chào. Anh nhiều anh tử thế. Một người đàn ông yêu đuối, tự cho mình là kẻ cao.